Thưa quý vị và các bạn, liên hoan cải lương toàn quốc năm 2024 do thành phố Cần Thơ đăng cai sẽ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2024. Hiện địa điểm khai mạc và thi diễn liên hoan là trung tâm văn hóa thành phố được tập trung chuẩn bị để sẵn sàng cho mọi mặt, đảm bảo cho liên hoan thành công tốt đẹp. Hiện nay, Trung tâm Văn hóa thành phố đang tập trung chuẩn bị những bước sau cùng cho các hoạt động của liên hoan cải lương toàn quốc năm 2024. Cụ thể, Trung tâm đã khẩn trương chuẩn bị sân khấu, màn hình LED, bục phát biểu, hệ thống điện nước, máy lạnh, phòng thay trang phục, phòng hóa trang, bàn ghế, trang trí, khánh tiết, vệ sinh môi trường xung quanh địa điểm diễn ra liên hoan, đặc biệt là tích cực chuẩn bị chương trình đêm khai mạc vào tối 25 tháng 10. Tập trung cho đêm khai mạc thì hiện nay như đã trình bày đó, thì chúng tôi quan tâm đến công tác tổ chức. Một là cái công tác tuyên truyền, cổ động trên đường phố, rồi trên các hệ thống truyền thông. Và đặc biệt là chúng tôi cũng gửi cái văn bản đến các trung tâm văn hóa, của hệ thống của trung tâm văn hóa để thông tin cho lực lượng, những người mộ điệu, những câu lạc bộ để biết đến tham dự, để làm sao cái đêm khai mạc, cái lực lượng khán giả đến với trung tâm của thành phố đông. Cũng như chúng tôi cũng quan tâm đến công tác là trật an toàn, trật tự cũng như là vệ sinh môi trường, được công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một liên hoan có quy mô lớn và có số lượng đơn vị tham gia cũng như vở diễn là lớn nhất từ trước đến nay. Và do vậy mà điều kiện các công tác tổ chức cũng như là công tác chuẩn bị thì phải hết sức chu đáo và cần cái sự chuẩn bị hết sức chuyên nghiệp. Về phía sở và cục nghệ thuật biểu diễn dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân và Tỉnh ủy, Ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng như Bộ Văn hóa Du lịch thì cũng đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn là cái việc mà tổ chức cũng sẽ không tránh khỏi những sai sót. Thì vậy mà chúng tôi cũng hạn chế tối đa sai sót mà để làm thế nào liên hoan có kết quả tốt nhất. Theo ban tổ chức liên hoan cải lương toàn quốc năm 2024 thì đây là liên hoan có quy mô số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể có trên 30 đoàn, trong đó có rất nhiều đơn vị ngoài công lập với khoảng 2.000 diễn viên ở các vùng miền về tham dự liên hoan bằng những vở diễn được nhận định là đặc sắc, tinh hoa của cải lương trong thời gian qua.